Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ lời Chúa ngày thứ sáu lòng thương xót, 30 tháng 8 năm 2024, sau Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của tháng 8. Và chúng ta cũng cố gắng mỗi tháng chúng ta dành một chút để chia sẻ cho những người khó khăn hơn tất cả chúng ta. Chúng ta ôn lại tin mừng của ngày thứ năm 29 tháng 8, mừng lễ Thánh Gioan Thầy Giả bị trảm quyết, kể lại câu chuyện ông Gioan Thầy Giả vì tố cáo vua Herode đã làm điều sai trái, đó là lấy chị dâu của mình làm vợ. Vì thế mà ông ta bị ghét, sự thật thì mất lòng, và cuối cùng thì là vua Herode đã sai người ra chặt đầu Gioan Thầy Giả. Thế nhưng mà Gioan Thầy Giả đây là để lại cho tất cả chúng ta một mẫu gương là phải lên tiếng đối với sự thật. Cái gì đúng thì nói đúng và cái gì sai thì phải nói sai. Có một câu danh ngôn mà con cũng đã chia sẻ với cộng đoàn, đó là thế giới này đau khổ đấy, không phải vì cái ác mà là bởi vì những người biết đúng biết sai không dám lên tiếng. Thì thật sự thì chúng ta cũng suy gẫm cuộc sống này thì cũng có nhiều cái chúng ta biết rõ là sai đấy, nhưng mà chúng ta không dám lên tiếng. Có thể là con cháu của chúng ta sai, có thể là những người thân của chúng ta sai, có thể là xã hội của chúng ta sai, nhưng mà chúng ta không dám lên tiếng. Thì noi gương Thánh Gioan Thầy Giả bị trảm quyết, để xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm để nói lên sự thật, dẫu có phải gặp nhiều đau khổ hay là thậm chí là phải mất mạng ha. Rồi trong bài tin mừng của ngày thứ năm mùa thường niên thì Chúa Giêsu dạy tất cả chúng ta là phải sẵn sàng, vì không biết ngày giờ nào Chúa gọi chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta sống cái tâm tình đó, tức là lúc nào cũng phải sẵn sàng. Và chúng ta sống cái tâm tình đó thì chúng ta sẽ hết lòng với Chúa, hết lòng với anh chị em. Giả như chúng ta còn 10 năm nữa mới chết chẳng hạn thì chắc là chúng ta sẽ thoải mái lắm. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ còn một ngày để sống thì chắc chắn là chúng ta sẽ sống tích cực hơn. Thì Chúa muốn chúng ta sống thái độ tích cực. Không biết ngày giờ nào Chúa đến, nên là Chúa muốn chúng ta sống như là lúc này, ngay lúc này đây Chúa đến. Hay là sống như là Chúa đang sống, hay là sống như là Chúa đang ở trước mặt chúng ta. Tối hôm qua thì con có chia sẻ cái câu danh ngôn của Thánh Augustino đó, thì ngài nói rằng là khi làm cái điều gì không hay thì chúng ta tránh né con mắt của người đời, nhưng mà chúng ta lại ngang nhiên làm điều dữ trước mắt Đức Chúa. Đây cũng là điều để cho chúng ta suy nghĩ ha. Giờ đây chúng ta lắng nghe bài tin mừng của ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu chúng ta đừng quên chạy đến với lòng thương xót Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em mà cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại, sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe kể lại dụ ngôn là 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, trong đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Cuộc sống của chúng ta thì con nhớ là trong cái thời mà Sida nó mới phát hiện ra vào khoảng năm 81, 90, chín mấy gì đó, thì con thấy là người ta hay để cái câu băng rôn là đừng chết vì thiếu hiểu biết. Tức là các bạn thanh niên nam nữ này, quan hệ bừa bãi, cứ nghĩ là không có sao, không có sao, nhưng mà cuối cùng là lây nhiễm. Thì nếu như là về vấn đề cuộc sống, về vấn đề xã hội, về vấn đề bệnh tật, thì người ta cũng có thể phạm những sai lầm vì người ta không biết. Thì chúng ta là con cái Chúa thì có những điều chúng ta phải biết, mà chúng ta không biết thì chúng ta cũng cũng đáng trách. Ví dụ mình là con cái Chúa mà người ta hỏi là thế Chúa Giêsu như thế nào, mình không biết nói, mình không biết nói Chúa Giêsu như thế nào, mà thế thì Chúa Giêsu dạy chúng ta cái câu nào mà chúng ta thích nhất chúng ta cũng không biết nói. Thì có lẽ đó cũng là những cái điều Chúa cũng sẽ khiển trách chúng ta, là
đi theo Chúa bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, nghe Chúa, lời Chúa bao nhiêu năm rồi mà sao chúng ta cũng không 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 nhớ, không biết. Rồi buổi sáng thì con cũng sáng là trưa hôm nay thì có một bà gọi điện thoại cho con, bà cụ thì chắc cũng phải 80 này. Bà nói: "Cha ơi, con giờ như là đứa trẻ vậy đó." À, nên sao mà như đứa trẻ, kêu trời, ngày nào con cũng đi học hết trơn. Sáng là con học với cha 5 câu danh ngôn, chiều thì con học với cha về lời Chúa. Rồi học có hiểu không? Trời ơi, bây giờ con hiểu dữ lắm. Thế thì chúng ta có hiểu biết thì chúng ta mới có thể yêu mến Chúa. Có hiểu biết thì chúng ta mới có thể sống tốt hơn được, phải không? Chứ còn mình không biết, ví dụ như là một cái người hút thuốc lá chẳng hạn, có lẽ người ta cũng không hiểu hết được cái tác hại của thuốc lá nó ghê gớm như thế nào. Nên là người ta một lúc nào đó, mà chắc là đến lúc mà người ta bị bệnh, bị ung thư phổi chẳng hạn, người ta mới thấy trời ơi, thuốc lá nó ghê gớm như vậy mà tôi không có biết. Thế thì đối với nước trời thì Chúa cũng muốn chúng ta cần phải mỗi ngày học hỏi về nước trời, mỗi ngày phải học hỏi về nước trời. Con thì con khi mà chia sẻ với các em sinh viên đấy, con nói với các em mà để cho chúng con nói được tiếng Anh này, chúng con phải học cả 5 năm, 6, 7, 8 năm. Chúng con có thể có bằng kỹ sư, bác sĩ, chúng con phải học cả chục năm rồi đó. Vì tại sao mà đối với nước trời chúng ta phải dành cả một đời để học viết về nước trời. Và một trong những cái cách học viết về nước trời đó là học lời Chúa. Vì thế ông bà và anh chị em cố gắng nha, nếu có thể được thì chúng ta nhờ con cháu nó bấm đăng ký kênh Điều Chúa Muốn, để khi mở lên thì tất cả những cái video chia sẻ của con nó cũng sẽ hiện lên cho các bà đỡ phải tìm ha. Rồi chúng ta đi vào từng câu của tin mừng ngày hôm nay nhé. Chủ đề của dụ ngôn 5 cô trinh nữ, 10 cô trinh nữ, trong đó có 5 cô dại, 5 cô khôn. Mời gọi tất cả chúng ta cố gắng học hỏi để biết về nước trời. Học hỏi lời Chúa để biết về nước trời nhé. Có biết về nước trời thì chúng ta mới yêu mến. Chứ còn nếu không thì chúng ta yêu có thể là cái gì đó mà không phải là nước trời. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể, trong đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Con vẫn hay chia sẻ cái ý này, tức là 10 cô thì 5 cô dại, 5 cô khôn, tức là cuộc sống của chúng ta cái khôn cái dại thì nó là 50-50, nghiêng một tí là khôn và cũng nghiêng một tí là dại. Chúng ta như là những người đi đón Chúa, nếu chúng ta là những người khôn ngoan thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Và nếu mà chúng ta là những người dại khờ thì chúng ta sẽ không gặp được Chúa. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Cái khôn cái dại nó nằm ở đó. Cái người khôn thì mang đèn thì mang theo chai dầu, tức là cái thứ làm cho cái đèn nó được sáng lên. Cái đèn mà không có dầu thì vứt đi chứ làm cái gì. Còn cái người dại mang đèn mà không có dầu thì chẳng có vứt đi. Thế thì sáng hôm nay con cũng mới chia sẻ một cái câu danh ngôn nói rằng là làm một con người mà không có tâm, không có đức, không có tình, tức là một làm của con người mà không có con tim nữa, thì vứt đi chứ còn làm cái gì. Dù anh có giỏi cỡ nào mà anh không có tấm lòng thì coi như là cũng vứt đi thôi. Thế thì cái dầu là cái thứ làm cho cái con người nó trở thành con người nó giống hình ảnh của Thiên Chúa. Mà chúng ta giống hình ảnh của Thiên Chúa đó là tình yêu, tình yêu, tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Khi chúng ta biết yêu Chúa, khi chúng ta biết yêu thương anh chị em, khi chúng ta biết yêu thương anh chị em là chúng ta giống Chúa. Còn nếu mà làm người mà không có tình yêu thì đâu có giống Chúa đâu, mà cũng coi như là vứt đi. Thế thì cái người dại là cái người mang đèn mà không mang dầu, đèn mà không có dầu thì vứt đi, người mà không có tình thì vứt đi. Còn những người khôn ngoan là có đèn và có dầu. Vì thế chúng ta tập tập sống bác ái, tập sống bác ái, tập sống yêu mến Chúa, tập sống yêu mến anh chị em, tập sống. Con lại buồn cười, cách đây ngày hôm qua chứ trời mưa, mấy bữa nay trời mưa này, có một cái bà cụ đấy, bà nói: "Cha ơi, con bây giờ con lớn tuổi quá rồi, bây giờ con không có biết gửi tiền hay là gửi quà sao đó, thì cha ghé vô nhà con đi, để con gửi cho cha một chút để cha mua quà cho các em thiếu nhi." Thế thì thôi, thì vì các em thiếu nhi này con cũng sẵn sàng đây, con cũng đi. Trời ơi, bà cho cái địa chỉ mà đi lòng vòng cái chỗ mà cái khu chợ Bà Triệu đi, tìm quá trời rồi cuối cùng mới tìm tới nhà bà, nhấn chuông nhấn miết bao lâu rồi bà mới lò mò mày ra, bảo là: "Ai đấy?" Bảo là: "Con là cha Hùng đây." Bảo: "Cha Hùng nào?"
Thế rồi bà không chịu mở cửa cho vô, bà cứ nghi ngờ giống như là cái người người lạ. Mà con là cha Hùng vẫn chia sẻ lời Chúa trên mạng đó, mà bà nói con đến để mà bà gửi một chút quà cho các em thiếu nhi đó. Bà nói tôi không biết cha Hùng nào hết trơn, đừng có mà lừa tôi không biết. Mà con nói con cũng không biết giải thích cách nào, mà con cũng không giải thích cách nào. Thế con bảo thế bà có hay đọc kinh Mân Côi không? Em bảo tôi có đọc kinh Mân Côi. Bảo thế bà có hay đọc kinh Lòng Thương Xót không? Tôi cũng đọc kinh Lòng Xót. Không biết là bà có đọc hay không, hay là có thể là bà có đọc, nhưng mà cái lúc này cái tâm trạng của bà nó giống như là bà sợ bị lừa vậy đó. Bây giờ con cũng không biết nói như thế nào để cho mà bà tin là con này. Bây giờ thôi thì bà nhìn con nè, nó còn bỏ cùng nón bỏ khẩu trang, bà nhìn con này có phải là cha Hùng vẫn chia sẻ lời Chúa không? Bà nói sao tôi thấy nó không có giống. Cuối cùng con đành bó tay, con không có cách nào cả. Bảo thôi thì thôi thì nếu mà cái phần quà bà dành cho các em thiếu nhi đó thì thôi bà cứ giữ đấy nha, để khi nào mà cha Hùng cha đến thì bà gửi cho cha Hùng nha. Rồi con xin Chúa chúc lành cho bà nhé. Bây giờ bà không gửi cho con thì thôi, để khi nào cha Hùng đến thì bà gửi. Thế con cũng đi về thôi chứ biết làm sao giờ. Con cũng đi về. Thì thực sự thì có lẽ là bà cụ bà cũng lẫn lẫn này. Bà cũng lẫn lẫn này. Thì khi mà bà nghe thì tự động cái bà nghĩ đến con. Đấy, bà rồi bà không biết sao bà lại gọi điện thoại được. Đấy, bà gọi nhưng mà khi mình đến thì nó lại không, bà lại không có khớp vô. Thì thôi thì cũng là đấy, con thì thôi thì nói vui vui, con nói thôi là bác ái làm khi còn trẻ đi, chứ đợi lúc già lẫn lẫn rồi thì chẳng biết gửi. Cái chỗ gửi thì lại không 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 biết gửi, mà lại gửi cái chỗ không, rồi con cháu nó cứ lừa nữa, mà con cháu nó lừa hết à. Không, nó bảo à, làm bác ái à. Ê, thôi bây giờ mấy ông cha ông lừa dễ lắm đấy, mà cứ đưa đi con. Vậy bây giờ bà muốn làm đâu rồi con làm cho. Thế bà cứ nói đông tay nó mắc cái gì rồi nó lấy, nhưng mà chưa chắc là nó đã làm, mà nó có làm hay không làm mình cũng đâu có biết đâu. Thôi thì tóm lại khi còn tỉnh táo thì làm gì thì làm đi, chứ còn mà lúc mà lẫn rồi thì phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa ha. Thế thì các cô khôn là những người có mang mang dầu theo, tức là cái người sống có lòng bác ái. À, dầu là tình yêu, chúng ta cứ hiểu như vậy đi, dầu là lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân. Và chúng ta hãy, Chúa chúng ta cũng chỉ có một thời trẻ, chúng ta cũng chỉ có một thời khôn ngoan, rồi cũng sẽ lúc chúng ta già thì lúc đấy thì phó thác cho lòng thương xót Chúa ha. Giống như là nhà con có mấy ông cha cô lớn tuổi rồi thì thậm chí đọc kinh đâu có đọc kinh, cứ lơ thơ lẩn thẩn vậy đó rồi chẳng nhận ai. Hôm nay con có dịp con cũng chạy về thăm mẹ con một chút, nhưng mà nói chung là lúc lúc thì biết lúc thì không. Mẹ con này cũng đưa cho mẹ con cái máy đọc kinh Mân Côi. Thế bà mở ngay cái đoạn mà con đang chia sẻ lời Chúa đó. Thế con hỏi ủa mẹ nghe ông cha nào ông giảng vậy, bảo không biết ông cha nào á, không biết ông cha nào bà. Không biết ông cha nào thì thôi bà, ông cha nào biết sao mà nghe là được rồi ha. Thế thì những người những cô khôn á, thì là có đèn có dầu, tức là sống có tình có nghĩa đó là khôn ngoan. À, sống có tình có nghĩa đó là khôn ngoan. Còn những cái cô dại đó là đèn mà không dầu, không có tình có nghĩa với ai cả. À, vì Chúa rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. À, nửa đêm có tiếng la lên Chúa rể kia rồi ra đón đi. Bây giờ tất cả các trinh nữ ấy cũng đều thức dậy và sửa soạn đèn. Thế thì cái người cô hay người dại thì rồi cũng là người, nên cũng yếu đuối, rồi cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc thiếp ngủ. À, rồi đến khi Chúa đến thì mọi người rồi cũng thức dậy. Dù khôn hay dù dại, dù chúng ta có đạo đức cỡ mấy chẳng nữa thì chúng ta cũng là con người, thì cũng có lúc mệt mỏi. Còn nhớ có lần con đi xưng tội nhé, thế thì cái người giáo dân thế là mời các cha đến giáo xứ để mà giải tội, thì con cũng xếp hàng đi xưng tội. Thế mấy người bảo ủa cha cũng đi xưng tội hả? Còn trời ơi, cha cũng là người chứ, cha có phải là thần thánh gì đâu mà là không có tội. À, thì dù khôn dù dại thì cũng có lúc thiếp ngủ, tức là dù khôn dù dại thì cũng là người, thì cũng có lúc yếu đuối. Nhưng cái quan trọng là khi người ta có trong lòng, người ta có cái tình, có lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, thì cái đó là cái ánh sáng để mà dẫn dắt người ta đi. Còn thì còn vẫn cứ xác định à, làm cái gì thì nó cũng có cái khó. Làm bác ai nó cũng có cái khó, nhưng mà cái quan trọng là mình yêu mến là mình sẽ làm được.
Khi mình yêu mến Chúa thì cỡ nào mình cũng có thể đọc kinh cầu nguyện, đến nhà thờ lắng nghe lời Chúa. Khi mình yêu mến người nghèo thì cỡ nào mình cũng có thể giúp được. Mẹ con thì sinh ra được là 9 người con. Thế mà bây giờ thì bố mẹ con mất thì thực ra thì cũng chỉ có một ông anh với bà chị ở trên Lộc Lâm là chăm sóc thôi. Thế xong rồi cái bà chị con thì bà cứ lẩm bẩm mà cứ nói một mẹ thì nuôi được cả chục đứa con ấy, chứ mà cả chục đứa con thì cũng chỉ được một hai đứa nuôi thôi. Thế xong còn cứ nói trời ơi thôi đừng có nói để mất phước. Lo được cho cha cho mẹ thì cái phước cái hiếu đó thì là mình hưởng chứ ai đâu. Nhưng mà ý con muốn nói đấy, tại sao mà người mẹ lại có thể nuôi được 10 người con? Bởi vì mẹ yêu con nên là mẹ nuôi được. Còn con cái không có nuôi được cha mẹ là bởi vì chưa có yêu nhiều, nên là chúng ta có những cái lý do bảo thôi thì tôi cũng còn bận rộn, tôi cũng còn phải thế này thế khác. Đấy. Mà khi mà đã yêu rồi thì cỡ nào người ta cũng có thể làm được cả. Thế thì 10 cô trinh nữ này, cô dạy cô khôn thì cũng sẽ có lúc thiếp ngủ thôi, vì cũng là con người. Rồi khi chàng rể đến kêu gọi thì tất cả các cô đều thức giấc để mà đón. Mà có thể nói rằng là rồi tất cả chúng ta dù khôn dù dại gì rồi cũng phải ra trước tòa Chúa. Dù khôn dù dại gì thì cũng phải ra trước tòa Chúa. Bây giờ các trinh nữ ấy đều thức dậy và đi và sửa soạn đèn. Các cô dạy bắt đầu mới sực nhớ ra mà nói với các cô khôn: xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị đi ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể và vào dự tiệc cưới. Cái đoạn này thì khi chúng ta mới đọc thì chúng ta thấy nó cũng hơi ngộ ngộ, là mấy cái cô khôn này thì sao mà mấy cái cô dại cô xin chút dầu mà bảo thôi không có đủ đâu, đi ra hàng mà mua thì xem ra nó có cái gì nó hơi ích kỷ. Nhưng mà có lẽ là cái đoạn tin mừng này theo con hiểu này, cái đoạn tin mừng này Chúa muốn nhấn mạnh là dầu đèn là mỗi người phải tự lo. Đấy. Tức là bây giờ mình yêu Chúa, yêu anh em thì mình phải tự yêu chứ không tự lo, tự tự trau dồi, tự tự học bác ái, chứ không ai yêu dùm mình, không ai đi lễ thay cho mình, không ai bác ái thay cho mình, cũng không ai là hiếu nghĩa thay cho mình, cũng không ai thăm viếng thay cho mình. Ê, tất cả chúng ta, tức là ý Chúa muốn là như vậy. Ê, yêu mến Chúa và yêu anh chị em thì tất cả mọi người đều phải yêu, chứ không phải là bà cho tôi một chút tình yêu tha nhân đi bà cho tôi một chút tình yêu Chúa đi. Thánh Augustino tối hôm qua đây ngài cũng chia sẻ chúng ta đấy, những gì chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải làm, còn những gì chúng ta không thể thì Chúa mới làm cho chúng ta. Thế thì yêu Chúa và yêu anh chị em thì chúng ta phải yêu, chúng ta phải tìm mọi cách để cho mình có khả năng yêu mến Chúa và yêu anh chị em, chứ không phải. Nhà buồn cười lắm nha, con có quen một cái gia đình này thì gia đình này cũng cả chục anh chị em đó, thì là mấy anh chị nó cứ làm cái nghề giống như là cho vay vậy đó, rồi nói chung là cũng xã hội đen dữ lắm. Nhưng mà trong gia đình nó lại có một bà sơ đi tu chứ, có một cái chị cả chị đi tu. Thế thì nhiều khi đến thăm này vui vui, tại vì con cũng thân với cái bà sơ này. Thế thì mấy cái đứa em nó thì nó sống giữa thế gian này, nó cũng thấy này nọ đấy, nó bảo thôi thì nhà này thì cũng có bà qua này, bà đi tu rồi thì thôi tội tội lỗi thì bà chịu hết thay cho cả nhà. Bảo làm gì có chuyện đó, bà đi tu thì cái phần cái phúc của bà yêu Chúa chứ bà đâu có yêu thay mình. Bà làm bà yêu anh chị, bà yêu người nghèo, bà cũng đâu có yêu thay mình. Mình phải tự mình yêu Chúa, mình phải tự mình yêu anh chị em chứ. Bà có thể là hướng dẫn mình, bà có thể là chỉ dạy mình này kia, chứ bà không thể, không ai có thể hiếu cha mẹ thay cho người khác. Nhiều khi chúng ta cứ hiểu lầm như vậy đấy. Ví dụ như là nhà con, ngay cả bà chị con đấy, bà ở dưới quê bà nói thôi có bà Tâm bà lo cho mẹ rồi nên là mình cũng chẳng cần phải lo. Bảo bà nghe, hiếu nghĩa thì ai cũng phải có, không phải là có người khác lo rồi là tự nhiên là mình cũng hiếu như người khác, không có chuyện đó. Thì cái câu chuyện này Chúa muốn nhấn mạnh cái chuyện này, yêu Chúa, cái dầu đó, cái lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến tha nhân thì ai cũng phải có, chứ mình không lấy lòng yêu mến của người khác đổ vào cho mình được. Nên là các cô côn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị đi ra hàng mà mua lấy. Tức là các chị phải tự tập, các chị phải tự thực thi lòng bác ái với Chúa và với anh chị em, phải tự. Nên là ông bà anh chị em cũng phải dạy cho con em mình, nó cũng phải làm bác ái, nó cũng phải tự làm, chứ không phải mình cứ nghĩ là thôi mình làm thay cho chúng nó, trời đâu có được.
Yêu là ai cũng phải yêu, chứ không phải là yêu thay, không có cái yêu thay. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng lại, sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến và gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật cho các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào giờ nào. Tức là những người cô khôn có lòng yêu mến Chúa thì gặp gỡ được Chúa. Còn những cái cô dại đấy thì không yêu Chúa, tức là không biết Chúa. Không yêu tha nhân là không biết tha nhân. Mình yêu ai thì mình sẽ biết người đó. Mình yêu người nghèo thì mình cũng sẽ biết người nghèo. Mình yêu Chúa thì mình cũng sẽ biết người Chúa. Mà mình không biết Chúa thì đến lúc Chúa cũng nói là ta không biết các người. Nếu chúng ta yêu Chúa thì Chúa cũng nói là ta biết, ta yêu các ngươi. Chúng ta yêu Chúa thì chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa. Mà nếu chúng ta không yêu tha nhân thì Chúa cũng sẽ nói ta cũng không biết người. Thì đấy là nội dung tin mừng ngày hôm nay. Thứ nhất là con người chúng ta hãy là người khôn. Người khôn là người sống có tình. Người khôn là người sống có tình. Có tình với Chúa, có tình với anh chị em, có tình với những người nghèo khó. Thế thì cái người khôn, người có tình như vậy là sẽ gặp được Chúa. Còn cái người mà sống không có tình thì đến phút cuối mà có xin người này người kia cho tôi ít tình này kia thì cũng không được. Không ai yêu thay cho chúng ta, không ai đi lễ thay cho chúng ta, không ai hiếu nghĩa thay cho chúng ta cả. Mà nếu mà chúng ta dại dột, chúng ta không có biết tập yêu Chúa, yêu anh chị em, sống ân nghĩa với Chúa, ân nghĩa với anh chị em ngay từ bây giờ, thì đến lúc đó thì chúng ta cũng chẳng biết bám víu vào đâu cả. Và Chúa cũng nói thẳng ta không biết các người là ai. Đó là nội dung tin mừng của dụ ngôn 5 cô trinh, 10 cô trinh, 5 cô khôn và 5 cô dại. Hy vọng là từ ngày hôm nay chúng ta hãy là những người khôn. Người khôn làm sao? Sống có tình nghĩa với Chúa, sống có tình nghĩa với anh chị em, và chúng ta phải tập bác ái, tập bác ái, tập yêu Chúa, tập yêu anh chị em. Còn xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Nếu có thể được thì xin ông bà anh chị em chia sẻ một chút quà cho các em thiếu nhi nghèo trong dịp Trung thu và tháng 9 này. Còn xin hết lòng cảm ơn.